Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng cập nhật ngày 20 tháng 5 năm 2021, giá có tăng nhẹ. Tại khu vực miền Tây, mốt San Kim và Black Thorn dao động từ 105 tới 110.000 đồng. Sáu hũ giá 70 tới 75.000. Chuồng bò cũng dao động từ 70 tới 75.000 đồng một ký. Ri sáu hàng đẹp từ 60 tới 65.000 đồng. Ri sáu mua xô 50 tới 55.000 đồng một ký. Sầu thái hàng đẹp giá 80 tới 85.000 đồng. Và sầu thái mua xô là từ 70 tới 75.000. Tại khu vực miền Đông, ri sáu hàng đẹp giá 60 tới 65.000. Ri sáu mua xô giá 50 tới 55.000. Sầu thái hàng đẹp từ 80 tới 85.000 đồng. Và sầu thái mua xô là từ 70 tới 75.000. Tại các tỉnh Tây Nguyên, ri sáu hàng đẹp 60 tới 65.000 đồng. Ri sáu mua xô từ 50 tới 55.000 đồng. Sầu thái hàng đẹp giá 80 tới 85.000 và sầu thái mua xô là 70 tới 75.000. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.